Ấy Hậu xin chào, rất cảm ơn người nha. Hậu cũng chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ nha mọi người. Giờ này cũng là 4 giờ rồi. Hậu cũng là một ngày thăm câu của Hậu nữa mọi người ơi. Mà hôm nay thì Hậu thăm câu ở đập thủy điện nha mọi người. Nha, đây Hậu quay cho mọi người coi là đập thủy điện ở sau lưng Hậu nè. Đây đây. Mọi người thấy không? Đây là đập thủy điện nha mọi người. Đập này là để người ta chặn chặn nước, giữ nước đó mọi người. Thì Hậu cũng tin rằng là chắc chỗ này là sẽ có cá lớn. Thì hôm nay Hậu có nhận câu đây. Rồi Hậu mời tất cả mọi người cùng với Hậu á, coi mình thăm câu coi ở đây có được bao nhiêu cá bự nha mọi người. Cũng mong thành quả hôm nay khá khá hơn mọi ngày mọi người ơi. Mọi ngày thì dân thì cũng không được bao nhiêu. Đó, mọi người thấy số lần Hậu không? Đây là lập mà. Còn bây giờ thì Hậu mời tất cả mọi người cùng với Hậu đi thăm câu nha mọi người. Mồi hết rồi cả nhà ơi. Mong mình sẽ dính cá. Các bạn mọi người đây một con đầu tiên nha mọi người. Con đầu tiên nha mọi người. Cá to.
Con hết kìa mọi người, thấy không? Mọi người thấy chết cái con mọi người. Ôi rồi, vô rồi, vô mọi người. Mọi người thấy chết cái con không? Mới nhảy lên á. Đi mọi người, bự 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 mọi người. Mọi người thấy chạy không? Nó quẩn nước nha mọi người. Con thứ ba nha mọi người. Quát một câu luôn mọi người mà không đi được mọi người. Ồ con này nó ăn hai ba lưỡi câu luôn mọi người ơi. Hai ba lưỡi luôn. Trong không còn một lưỡi nữa mọi người. Thấy không? Sẽ dính thêm con mọi người ơi. Ủa đang con mọi người. Con. Người thấy không? Yeah, con thứ ba mọi người ơi. Con mọi người. Hy vọng đây đó sẽ là một con hay con đó mọi người ơi. Con của mọi người ơi, mà chết rồi mọi người. Con mọi người ơi, con thứ tư nha mọi người, chết queo rồi. Đó mọi người, đây là thành quả của một ngày thăm công nha mọi người. Đây. 1 2 3 4 4 con thác rác nàng nha mọi người. Thì con này mọi người thấy to ghê không? Nặng này. Mọi người thấy không? Bự cỡ này luôn nè. Bự hơn tay xè của Hậu nè. Thấy không? Tay xè của Hậu không giáp gì chứ. Này thấy không? Con này cũng tầm 4 kg á mọi người. Nãy nó ăn nó chạy dữ lắm. 1 2 3 4, 4 con thác lát nha mọi người. Video của Hậu thành quả hôm nay của Hậu cũng được 4 con thác lát. Cũng đổi hơn, cũng đỡ hơn mọi ngày mọi người. Thì thôi bây giờ Hậu kết thúc video tại đây mọi người. Hậu còn chạy về nhà nữa mọi người. Mọi người thấy video của Hậu hay á thì mọi người cho Hậu một like và một đăng ký với một chia sẻ mọi người. Rồi thôi, Hậu mới bye mọi người, tất cả mọi người nha.